Hello, xin kính chào quý vị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Mấy ngày hôm nay rất là nhộn nhịp anh chị ơi. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian ủng hộ clip của Học và cũng đã ủng hộ và tin tưởng Ô tô Sài Gòn. Mấy ngày nay anh chị, hôm thứ bảy tuần trước là Học đã giao 4 chiếc xe. Vào thứ 2 tuần này Học lại giao 3 xe và thứ 3 là ngày hôm qua Học cũng lại giao 4 chiếc xe. Mà rất là nhiều quý khách hàng đã đặt lòng tin vào Ô tô Sài Gòn cũng như là Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và Học xin một lần nữa, Học xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú và anh chị. Mấy ngày nay mấy chiếc xe này về Honda CR-V, rồi Sport Tivo. Nhưng mà hôm nay mới có thời gian quay gửi đến cho cô chú anh chị. Mong là cô chú anh chị thông cảm bỏ qua. Và Học cũng cố gắng quay một cách là chân thật nhất và kỹ nhất để cho cô chú anh chị đánh giá từ xa và tiếp tục đến xem xe và mua xe nha anh chị. Rồi, đầu tiên thì Học xin phép giới thiệu đến cho anh chị mẫu xe Sport Tivo. Đây là mẫu xe Fortuner bản thể thao, được sản xuất vào 2014. Xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên cá nhân. Xe này thì anh em Học đang chào bán với mức giá chỉ có là 535 triệu thôi nha anh chị. Động cơ 2.7 nè, máy xăng, một cầu, xe màu trắng, có body kit TRD là Sport Tivo. Đây là hiện dạng mà chiếc xe mà anh em Học đã hoàn tất xong gói dọn. Còn xe thì mình đã được thay 4 cái quả lốp mới vào năm 2022. Thì anh chị nhìn thấy không? Một cái vỏ xe là vỏ là Bridgestone. Đó, một cái vỏ xe rất là bền bỉ và chất lượng. Rồi, đầu tiên thì vẫn như thường lệ mình đi xong một vòng rồi, Học sẽ mời anh chị cùng kiểm tra qua phần ngoại thất trước ha nha anh chị. Đầu đây là phần đầu xe nè. Thì chúng ta sẽ có cụm đèn pha. Đó, anh chị thấy không? Cụm đèn pha nè. Rồi đèn gầm. Mặt ca lăng dưới. Body kit TRD Sport Tivo. Mặt ca lăng trên. Zin theo xe nha anh chị, chưa thay thế. Và đèn cũng vậy nè. Đèn nè. 2014 thì tới bây giờ bao nhiêu năm ta? 2014 tới 2020 là 6 năm. 2022 là 8 năm rồi. Mà anh chị nhìn chiếc xe nè. Đó. Đó, xe này đăng kiểm thì còn một năm nha anh chị. Đó, đăng kiểm thì còn tới ngày 10. Xe này sắp sửa hết đăng kiểm, Học sẽ đi đăng kiểm lại mới cho anh chị ha. Rồi, phần hông xe nè. Và chúng ta sẽ thấy được cái ba đờ sóc phía trước nè. Cái cản trước này chưa sơn nè anh chị. Đó, cản trước này Học giữ zin nè. Đó, thấy không? Rồi, mời bạn Caramel. Hôm bữa có khách hỏi là cái góc quay này nè, tại sao mà cái chỗ này nó bị như vậy? Tại sao nó bị như vậy? Thì thực tế nó rất là bình thường nha anh chị. Nếu mà anh chị nhìn cái góc thẳng như vậy đó, mình sẽ không thấy. Tại vì do là hôm bữa Học chụp cái bánh xe á, thì cái vè này nè nó vô sâu ở trong nè. Cái vè này nó vô sâu. Còn cái mặt cản trước á, cái gọi là ba đờ sóc á, nó chỉ có tới đây thôi. Đó, đó. Nên là khi mà Học chụp cái góc này á, thì anh chị thấy nó méo. Chứ mà thực tế ra đúng là nó như vậy nha anh chị. Và bên kia cũng vậy luôn. Đó. Hôm bữa có anh khách. Và cái cản bên đây cũng chưa sơn nè. Anh chị nhìn nè. Đây, chưa sơn ha. Nó có một cái dấu chày xước nhỏ ở đây và Học cũng đã chấm sơn lại rồi. Đây, dấu chưa sơn nè. Đó, và bên đây cũng vậy luôn nè anh chị. Khi mà mình để cái góc này nè, thì anh chị thấy không? Nó giống như là méo vậy đó. Nhưng mà thực tế là không phải. Tại cái vè này là nó vô sâu hơn. Đó, còn cái này nó chỉ vô ở đây thôi. Nha anh chị. Đó, còn ở đây là mình nhìn nè. Đó, nó đều nè. Đó, hôm bữa Học cũng có nhắn tin và gửi hình cho khách hàng. Có một anh khách hàng hỏi Học tại sao nó như vậy á. Thì sẵn clip này đây Học quay luôn. Rồi. Mâm xe thì chúng ta sẽ được bộ mâm TRD màu sơn xám nha anh chị. Và vỏ xe nè, vỏ xe thay thứ tầng thứ 16 năm 2022 thì nó còn mới tinh. Đầu phuộc ở trong đây bên Học làm lại mới tinh hết. Sport Tivo nha anh chị. Rồi, anh chị nhìn nước sơn cửa nè. Đó, nước sơn cửa nè, nó có dấu móp nhỏ ở đây nhưng mà Học không sơn lại, giữ zin nha. Keo chỉ nè. Xe này đi được Odo là Học mua là 80.000 cây nha anh chị. Anh chị nhìn nội thất nè. 89.000 cây. Anh chị nhìn nội thất nè. Đây. Đây. Chưa có chày xước luôn nha anh chị. Đây. Rồi, ghế. Ghế này á, thì có một cái vài miếng là Học đã thay lại rồi. Cái miếng này nè, với cái miếng này nè, nó bị chóc rồi, Học thay là cái miếng da mới rồi nha anh chị. Ghế zin theo xe nhưng mà nó có một vài cái chỗ là Học đã may lại mới cho nó đẹp. Đó. Sàn thì rất là sạch sẽ và mới. Bên Học thì cũng đã diệt khuẩn khử mùi lại hết rồi. Anh chị nhìn cái túp bi nè, ở túp lô nè. Mới không? Mới tinh nè anh chị ha. Sport Tivo số tự động.
máy xăng một cầu. Đó, chiếc xe này Học nghĩ là Học bán rất là nhanh, vì cái mức giá là 530 triệu thì anh chị cũng 35 triệu thì cũng dễ, rất là dễ để tiếp cận nha anh chị. Một cái dòng xe 7 chỗ rất là được ưa chuộng của cô chú anh chị, Toyota Fortuner Sportivo, độ bền thì khỏi phải bàn rồi. Anh chị nhìn đây nè, anh chị nhìn cái những cái ốp ở đây nè, đó không có chạy xước nha anh chị, nó mới tinh là bóng lưỡng và zin theo xe nha. Ghế đây, còn phần ghế sau ở đây là ghế zin luôn nha anh chị, đó chưa mai miếng nào hết. Đây anh chị nhìn nè, nó có chân chim rồi nè, đó tại vì cũng đã 8 năm rồi nhưng mà ghế zin còn. Anh chị nào mà có xe Sportivo hoặc là Fortuner anh chị, đừng nên bỏ cái bộ ghế da này nha. Bộ ghế da này nó ảnh hưởng tới cái giá trị của xe nhiều lắm. Cái chằng cũng vậy luôn, đừng có dán chằng 5D. Đó. Đây anh chị, chằng là chằng zin còn mới tinh. Nhưng mà lỡ nó dán rồi thì thôi nha anh chị, chứ còn mình không có thể quay lại cái chằng này nè. Mình dán chằng 5D là mình không có xuống chằng zin được, trừ khi là mình thay lại cái chằng mới thôi. Đây. Phần mâm sau. Đó, mâm sau cũng là tầng 16 2022 nè, vỏ mới nha anh chị, mua về chỉ việc đi thôi. Đó, vỏ mới à. Mâm sau nó có chạy xước nhẹ nè, nó bị chạy xước ở đây nè, nhưng mà Học cũng để zin. Quay một cách trực quan nhất, rõ rệt nhất, em quay cái phần này, cái phần những cái phần sơn anh chị thấy không, đèn nè mới không anh chị. V Sportivo là chúng ta sẽ có một cái bộ body kit là zin theo xe nè, bộ body kit nè ha. Đó, và mâm xe, nẹp, camera, logo, đèn lái, mọi thứ nó đều hoàn hảo hết nha anh chị. Rồi ốc cabo, ốc cốp nè, chỉ có 535 triệu là Học tin là chiếc xe này bán rất là nhanh. Vì hôm bữa lúc mới về Học đăng mới mấy tấm hình, có rất là nhiều khách gọi, nhưng mà Học cũng nói là thôi anh chị cứ cố gắng đợi Học đi, đợi Học quay cái clip đó để cho anh chị đánh giá sơ bộ chiếc xe này. À, anh chị nhìn nè, ở đây cho anh chị đánh giá được cái chất xe nè, với lại cái form dáng nó kỹ hơn. Đó. Rất là đẹp nha anh chị, sàn nỉ zin luôn. À, nhưng mà Học khuyến khích anh chị khi mà mua xe này á, mình lên lại thêm cái sàn đi anh chị, lên thêm cái sàn semi đi để cho nó hứng bụi đồ này nọ, nó đỡ có bị giữ ẩm với lại mùi á, cho nó vệ sinh hơn. Cái cản sau cũng có cái tem Sportivo ở trên đây. À. Rồi phần sau nè anh chị nhìn mới tinh. À, camera ra xa xa xíu để ngắm vào cái góc xa của chiếc xe ha. Thực tế là mấy chiếc xe này Học nhìn rất là quen mắt rồi anh chị, cũng nếu mà anh chị có để ý cái dòng Fortuner này là anh chị cũng đã ít nhất cũng đã thấy được một lần. Cái dòng này nó chỉ là cái phiên bản V, nó nâng cấp thêm body kit thôi. Đó. Cái form dáng này mình ngồi rộng hơn xe mới nha anh chị. Rồi tiếp tục mâm vỏ. Ở đây cũng là vỏ mới nè. Đó, vỏ mới nè. Chị thấy không? Đó, tầng thứ 16 2022. Rồi, Học mời anh chị cùng Học xem qua cái gầm của xe nha. Gầm xe này anh chị. Đây, cái quanh BNB nè. Cái quanh này để phân phối cái lực phanh nè. Anh chị nhìn gầm nè, cái tem mà còn đầy đủ ha. Đó. Bởi vì người ta nói xe Toyota nó được cái vậy đó anh chị. Xe Toyota đi một thời gian á, mình nhìn lại cái gầm mình mới thấy thích. Đó. Cái nước hậu của nó rất là hay, xài bền, với lại chi phí bảo dưỡng đồ nó cũng thấp nữa anh chị, dễ tìm phụ tùng. Đó. Rồi mời anh chị, đây kêu chỉ đi. Đây anh chị nhìn nè. Đó. Cái này là bằng da nha anh chị, zin theo xe chưa thay thế nha, ở đây cũng vậy, chưa thay thế nha anh chị. Đó. Rồi, ghế da zin theo xe rất là đẹp anh chị ơi. Đó. Cái hàng ghế thứ hai ngồi cũng rất là thoải mái, và chúng ta sẽ có hai dàn lạnh trên xe. Chúng ta cũng sẽ có cái cửa gió điều hòa ở tất cả các hàng ghế, kể cả phía sau luôn nha anh chị. Đó. Và Học ngồi tư thế rất là thoải mái, rộng, Fortuner nó cũng khá là rộng. Rộng thì không bằng Innova đâu, nhưng mà bình thường nó đã rộng rồi. Để so với Innova thì nó có dòng MPV nó rộng hơn nha anh chị. À, nhưng mà cảm giác lái của Fortuner thì nó hay hơn. Đây, đây anh chị nhìn. Đó.
anh chị nhìn ha, dấu bon này. Đó. Xe bên học thu xe là toàn là những xe đẹp không, đây cái bản lề cửa nữa nè anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy sơn nhúng ha. Đó, chưa ra nè, đó keo nè, chưa nhóm chân keo luôn, xe đi rất là kỹ. Xì bót Tivo thì cũng như bản V thì chúng ta sẽ được trang bị một cái ghế điện ở đây 8 hướng nha anh chị, 8 hướng. Anh chị nào mua chiếc xe này, Học khuyến khích anh chị nên lên cho mình cái màn hình Android. Cái màn hình này là cái màn hình CD anh chị, với lại nghe FM. Đó, nhưng mà bây giờ để ta thêm cái giải trí để mình đi những cái cung đường xa, anh chị nên lên cái đầu Android nha anh chị. Đó, mình coi YouTube đồ này nọ, bản đồ đồ luôn. Đó. Anh chị nhìn nè. Nút AC nè. Nút AC chưa bóng nè ha. À, có một vài vị trí ở đây anh chị cần để ý nè, đây nữa nè. Đó. Rồi cái cần gạt xi nhan nè, anh chị coi nè. Đó, coi hai vị trí này. Đó, đúng 80.000 anh chị ha. 90.000, 90.000, 89.000. Cần số nè. Cái này là cái gì ta? Học chưa có coi, để Học nổ máy lên thử. Coi cái camera này còn hoạt động không? Không còn, chắc tháo bỏ luôn. Cái này chắc đồ hồi xưa à. Đồ ngày xưa. Thì những cái phụ kiện trên xe mình còn cái gì mình sử dụng cái đó anh chị ơi. Còn hư thì mình tháo mình bỏ. Giữ lại những cái zin thôi. Rồi. Vỏ phía trước Bridgestone mâm. Cũng vậy luôn. Tầng thứ 16 2022 cũng là một bộ cái vỏ mới rồi, anh chị mua về chỉ việc đi thôi, không cần phải thay thế nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta kiểm tra về khoang động cơ thì anh chị sẽ kiểm tra từ ngoài vào trong bằng cách là mình coi ốc capo nè. Ốc capo chưa ra nè, keo chỉ nè. Đó, keo chỉ thẳng tắt nha. Đây. Đó. Đây, anh chị nhìn nè. Đó. Rồi. Xương ngang nè. Xương ngang nè. Đó. Ha, ok. Động cơ nè anh chị. Khô thoáng ha, động cơ 2.7 xăng. Anh chị nhìn cái khoang động cơ nè. Động cơ này đi biết khi nào mới hư anh chị. Đó. Cái tem những cái mạc nè còn. Xe Toyota với lại xe Honda nè, những chiếc xe Nhật đó anh chị. Đó. Họ làm mấy cái vật liệu rất là tốt nên là chúng ta đi một khoảng thời gian, mặc dù đã 8 năm rồi nhưng mà cái động cơ này á, thì cái nếu mà nói về tuổi thọ thì Học đã từng thấy những chiếc xe Innova và những chiếc Vios đó chạy tới 300-400 ngàn mới có động cơ, mới có làm động cơ làm máy nha anh chị. Còn chiếc xe này mới đi có 100.000 thì Học nghĩ nó chưa có xi nhê. Rồi thì Học xin nhắc lại, đây là mẫu xe Fortuner phiên bản Sportivo một cầu máy xăng số tự động, được sản xuất 2014, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và chiếc xe này anh em Học đang chào bán với mức giá là 535 triệu. Mức giá này thì anh em Học cũng không giảm nhiều nha anh chị, giảm lọc vài triệu thôi đó, để cho anh chị để một cái mức giá khá là mềm, hợp lý với chiếc xe, để cho anh chị mua nhanh. Anh em Học cũng cần bán xe nhanh nha anh chị, lời xíu là bán anh chị. Còn đây là mẫu xe Fortuner, mấy ngày nay không có thời gian quay, Học sẽ quay xong rồi Học sẽ quay chiếc xe này. Và cái chiếc xe ngày hôm qua Camry Học quay vào buổi chiều anh chị, chiếc xe 2022 Học đã bán rồi nha anh chị, bán và giao luôn rồi. Hôm nay còn có mấy xe Fortuner nè, 2017 phiên bản siêu cao cấp, động cơ 2.7 nè, máy xăng hai cầu, có phanh, có cái ru cần John nè, lẫy chuyển số thông minh nè, đèn led nè, mâm 18 nè. Thì chiếc xe này anh em Học bán có 860 triệu. Ngày xưa nó là ta, nếu mà lăn bánh ở thành phố nó là 1.6 tỷ anh chị, còn xe 2022 bây giờ nó là 1.640 tỷ mà anh chị phải đặt hàng. Còn đây là chiếc CRV nè, CRV màu đen Học đã bán và giao về Cà Mau rồi anh chị. Thì còn lại chiếc 2019 bản L, hai chiếc đều là y chang chiếc mà Học mới giao á, cũng là 2019 bản L. Xe này thì đi ít hơn, chạy 22.000. Đó, xe này anh em Học đang chào với mức giá là chỉ có là 895 triệu thôi nha anh chị.
Đó, bản L là bản cao cấp nhất, động cơ 1.5 turbo, công suất nó là 188 mã lực, xe màu trắng biển thành phố, đi 22.000 cây. Bên Học còn rất nhiều xe, Học quay xong cái clip này Học sẽ chạy về chiếc CX5 bản Signature 2019 2.5 nè, rồi 2.5 2018 một cầu, rồi Sendona 2019 máy dầu bản full, rồi Fortuner 2017 máy dầu một cầu số sàn, 2018 máy dầu một cầu số sàn. Nói chung là cũng khá là nhiều xe anh chị. Hai chiếc Vigo 2019, tại vì thời gian vừa qua Học rao giao rất là nhiều xe nên là cái showroom hôm nay nó hơi vắng một xíu, mong anh chị thông cảm bỏ qua. Anh em Học sẽ cố gắng mang những cái xe mà đang dọn dẹp vệ sinh về để tranh thủ gửi đến cho quý cô chú và anh chị. Và một lần nữa cô chú anh chị ơi, Học đang có nhu cầu thu mua xe cũ với tất cả các tỉnh, tất cả các hãng, với giá cao nhất thị trường. Mong là anh chị có xe mua bán nhớ giới thiệu cho Học để Học được tiếp tục mua về kiểm tra, rồi tiếp tục phục vụ cho quý cô chú anh chị khách hàng cần mua. Và Học có định giá miễn phí khi anh chị bán xe cho người thân trong gia đình mình á, mà không biết giá hoặc là mua xe, anh chị cứ gửi cho Học hình đầu xe nè, đăng kiểm km nè, vài tấm ảnh về xe, càng nhiều càng tốt, để cho Học biết sơ sơ về cái chất lượng xe, rồi Học sẽ báo cho anh chị cái giá mua vô, giá bán ra để cho anh chị dễ cân đối. Rồi Học xin kết thúc video tại đây, chúc anh chị có một ngày mới làm việc thành công.